Xin chào chị em quay trở lại kênh YouTube Thành VIP nhé. Rất lâu rồi, hôm nay bên em bắt đầu mới đăng lại lọc nước nhé. Thời gian vừa rồi rất nhiều lượt cơm với cả đồ những cái đồ lặt vặt linh tinh về, bên em cũng chưa đăng lọc nước được, thì hôm nay em bắt đầu đăng lại lọc nước. Hiện tại thì thời điểm này thì mọi thứ toàn trên toàn cầu nhé, kinh tế suy thoái khó khăn rất nhiều, nên là đồ đạc bây giờ nó đang giảm giá khá là nhiều, nên là chị có thể là thời điểm này mình mua thì nó sẽ khá là rẻ, tất cả mọi thứ luôn nhé. Và bây giờ thì hôm nay em giới thiệu với chị là một chiếc máy lọc nước của hãng Energix. Con này là người ta gọi là máy lọc nước Hangen đây. Con này là hãng Energix này, model Leolus SD501 này, hàng nội địa Nhật Bản nhé, chứ không phải hàng 220V. Đó, tất cả tiếng Nhật hết. Con này thì sở hữu nỗi lọc là 12.000 lít. Đây nút reset này, anh chị thay mình phải nhớ mình bấm nhấn reset đây nhá. Con này là 7 tấm đích cực, 7 tấm cực lớn titan nguyên khối phủ bạch kim. Bên này học để dựng dung dịch tăng cường điện phân này, đó để lấy được 1.5 2.5 là mình phải hòa dung dịch muối vào đây. Dung dịch muối thì em sẽ làm những video clip để hướng dẫn chị cách pha muối nhé. Cụ thể như nào thì mình sẽ anh chị xem cái clip hướng dẫn pha muối. Mình cho nước muối không quá đầy đến đây nhá. Thì khi nào mà anh chị lấy nước 2.5 này thì tự động nó sẽ hút muối ra, còn chị không lấy thì nó sẽ không hút nhá. 7 tấm đích cực nó lọc 12.000 lít, có vòi bên trên, độ pH ra từ 2.5 đến 11.5. Nhiều chị thắc mắc là tại sao nó có 2.5 mà đến 9.5 là hết rồi, thì xin thưa với chị là khi chị lấy 2.5 này thì cái đường nước thải ra 2.5, còn cái đường vòi trên này ra 11.5. đó, các bạn con này sẽ lấy được nước là từ 2.5 đến 11.5. một loại nước, hai loại nước này, ba này, bốn này, 5, 6, 7, thực ra nó khoảng 11 loại nước nhé. Tại vì mỗi một loại nước chị lấy ra thì nó cái đường nước thải nó lại khác. Ví dụ như nước 2.5 là 1.5, ví dụ là anh chị lấy 80 nó lại ra nước khoảng tầm 5 chấm 6 chấm gì đó, lấy 9 chấm thì loại ra khoảng tầm 4 5 chấm gì đó. Nên là mỗi một lớp này anh chị lấy nó ra hai loại nước, một đường ra trên, một đường ra dưới. Khi chị lấy nước mang tính axit này thì nó đường axit nó chảy ở dưới nhá, đường nước kiềm thấp này, kiềm 2.5 này. À, quên, đường nước cái độ pH 2.5 nhé, còn kiềm cao ra bên trên này. Còn ngược lại khi anh chị lấy 5.5 thì cái đường nước 5.5 lại ra vòi trên và đường nước kiềm khoảng 10.5 sẽ ra đường vòi dưới. Rồi thì bây giờ em sẽ test chi tiết con này cho anh chị xem nhé. Mình xem con này thì hàng đẹp xuất sắc nhé, vệ sinh những thứ là mọi thứ sạch sẽ rồi. Đây AC điện cho vô, công suất của nó là 3.2A nhé, dòng 3.2A made in Japan nhé. Con này ngày xưa bán cũ thôi nhé, ngày xưa cách đây khoảng 3-4 năm. Bán máy đã qua dụng như vậy này, nó rơi vào khoảng tầm đâu đó 4-50 triệu. Có những con còn thùng có thứ về còn trên 50 triệu. Trên 50 triệu nhé. Rất đắt cách đây khoảng 3-4 năm. Nhưng hiện tại thì giá máy rất rẻ nhé. Những con này bây giờ nó chỉ còn tầm đầy đủ, chỉ lấy lọc mới này, lọc thô, đổi nguồn, van, vòi, khóa, tất cả mọi thứ đều hết luôn. Cả mũi vệ sinh, mũi tăng cường pH, nói lọc giả tất cả thứ luôn thì nó chưa đến 30 triệu nhé. Đấy, giá bây giờ cực kỳ tốt. Rồi, em sẽ mở nước cho anh chị xem nhé. Em test các chức năng cho anh chị xem này. Rồi, đầu tiên thì em sẽ lấy nước trung tính trước. Anh chị test máy nhé. Tất cả loại máy anh chị test thì mình nuôi giúp em, mình lên lấy nước trung tính trước nhé. Lấy nước trung tính trước, sau vào lên lấy nước kiềm, sau đó anh chị quay trở lại lấy nước axit. Nhiều anh chị lấy nước axit trước là nó sẽ không có chuẩn nhé. À, khi chị lấy nước axit xong ấy thì chính nhà nó đang vệ sinh điện cực, nó đang rửa điện cực, nó đảo cực ấy, thì khi đó khi anh chị vừa là lấy qua các chế độ kiềm khác thì nó sẽ độ pH nó cao hơn bình thường nên nó sẽ không chuẩn, nên là mình sẽ lấy nước trung tính trước. Đây, hiện tại đang lấy nước trung tính này. Anh chị lấy ly uống rượu nhé, mình lấy khoảng tầm đây nửa ly thôi được rồi. Đây, nước trung tính này dùng để pha sữa ống thuốc này. Tiếp theo mình lấy nước kiềm, kiềm có độ pH 8.0, dùng để uống làm quen với những người mới bắt đầu nhé. Mình uống khoảng 1-2 tuần đầu tiên. Uống 1-2 tuần đầu tiên, sau đó thì mình sẽ chuyển sang uống nước 9.0. Mình uống tuần tiếp theo. Nước 9.0 này chị dùng để nấu cơm, để pha trà. À quên, nấu cơm, nấu canh. Uống tuần thứ 2 nhé. 9.0 này. Sau khi chị uống 9.0 xong thì mình sẽ chuyển sang lớp thứ 3 là 9.5. Cái này là uống hàng ngày, uống thường xuyên.
và dùng để pha trà, pha cà phê. Anh chị nào hay uống trà mình có thể mình phân biệt rất là rõ ràng về cái nước kiềm 95 này. Đây là 95 này. Tiếp theo mình sẽ quay ngược lại lấy nước 5.5, nước rửa mặt nhé. Nước này nước làm đẹp. Đây em sẽ có một cái tờ hướng dẫn chi tiết dán ở đây cho chị, từng loại nước một đến gì, từng nút một đến gì. Đây là nước 9.5 nhé. Đây, nước làm đẹp thì dùng mình rửa mặt này, hoặc là anh chị tắm xong mình có thể dùng nước này mình rội rội trán qua người nhé, cho nó chăm sóc da tốt hơn. Và đây là nước nước thải nước rửa mặt này, nó sẽ ra độ kiềm khoảng tầm 10.5. Rồi cái nước muối thì tạm thời em không có test nha, tại vì em chưa có pha muối gì cả. Cái này video này em sẽ hướng dẫn cho chị pha muối xong. Rồi đây là em tạm thời em lấy tất cả loại nước xong này. Bây giờ mình sẽ nhỏ cái chai nước thử pH này. Cái này nó giống như là cái giấy quỳ tím ấy chị ạ. Bây giờ người ta làm dung dịch thì nó sẽ tiện dụng hơn. Đây nước thải của nước rửa mặt nó sẽ kiềm cao, nó màu tím này. Nước rửa mặt này, nước trung tính này, nước 8.5 này, 9.0 này và 9.5. Đấy mình sẽ xem đây bảng màu nhá. Bảng màu thì chị đúng giúp em, nó không có chuẩn 100% cho bảng màu được. Bảng màu thì mỗi chỗ mỗi người làm một kiểu, mỗi người photo một kiểu, mỗi người in ra màu nó khác nhau nhá. Mỗi người thiết kế nó khác nhau nên là mình test máy thì mình thấy là cái màu nó sẽ không giống nhau. Ví dụ như cái này khác nhau, trung tính với axit khác nhau. Rồi trung tính khác 8.5, 8.5 khác 9.0, 9.0 nó sẽ khác 9.5 tí. Nhiều khi nó chỉ lệch 0.5 thôi thì mình nhìn thấy nó sẽ cảm giác như là nó sẽ tương đương nhá, nhưng mà nó sẽ lệch nhau nhé. Và bây giờ sẽ lấy thử cho chị xem cái Hero của chiếc máy nhé. Hero thì mình sẽ dùng một cái ly thủy tinh trong, sau đó thì mình sẽ lấy nước 95, nước uống hàng ngày để mình test cái nước Hero này. Cái Hero này thì nhiều anh chị hỏi là có cần bút đo thì em theo em cũng không cần bút đo nhé. Tại Hero này thực ra con nào nhiều Hero mình nhìn thấy bằng mắt thường ngay, nhìn thấy rất rõ và rất dễ luôn. Bút đo anh chị nếu mà chị dùng mình không dùng thường xuyên để nó sẽ hư hỏng nhá, kể cả bút đo pH nhá. Bút đo pH rất dễ hỏng nếu mà chị không dùng thường xuyên. Nên là những anh chị nào mà mua về chỉ mục đích là mình sử dụng nhà thôi thì em khuyên chị không nên mua. Rất nhanh hỏng. Anh chị dùng thường xuyên và anh chị phải có dung dịch để bảo vệ cái đầu giò, tức là cái đầu để nó đo pH các thứ đó. Mình không có dung dịch đó là mình nó sẽ bị hư hỏng. Em mua hai cái, mỗi cái 27 đều hư hết nhé. Dùng có 2-3 lần nên là bỏ một chỗ nó hư hết. Đây anh chị xem nha, đem test chỉ số Hero này. Còn rất giò Hero nhá. Em đang lấy nước. À sorry chị, em chưa bật qua chế độ nước uống. Đây nước uống nước kiềm 9.5 đây. Khi nào có đèn này hết chấm nháy thì mình bắt đầu mình lấy nhá. Đó bắt đầu em lấy này. Nếu mà chị nhìn kỹ thì mình đã có thể nhìn thấy rất nhiều Hero rồi. Nãy em sẽ cho anh chị vài những cái màu đen đen, mình sẽ nền cái nền màu đen mình sẽ nhìn dễ nhìn hơn. Rồi đây, chị nhìn thấy nhé, cho nền màu đen này. Đó, những cái Hero này. Rất giàu Hero rồi nhé. Đây, mình cho lấy ánh sáng thì càng nhìn rõ hơn. Và cái này uống thì rất chất nhé. Giúp chống oxy hóa cao, chống lão hóa, chống oxy hóa cực kỳ tốt. Đặc biệt với những trẻ nào đang bị dạ dày, táo bón hoặc là một số bệnh đường ruột thì rất tuyệt vời nhé. Máy kiềm thì ở bên Nhật họ dùng rất lâu rồi. Ở Việt Nam mình thì mới vào Việt Nam mình khoảng đâu 5 đến 7 năm nay thôi. Rồi con này nếu chị nào lấy đầy đủ phụ kiện này, van vòi khóa mở nước, tất cả mọi thứ đầy đủ hết, lọc thô đổi nguồn, muối vệ sinh, muối tăng cường pH thì em sẽ tính anh chị giá là 25 triệu nhé. Bảo hành 1 năm luôn, trong 3 tháng đầu nếu mà lỗi thì em đổi cho chị một cái khác. Đấy, lõi lọc mới luôn nhé. Lõi lọc mới con này hiện tại giá khoảng tầm 2 triệu rưỡi rồi. Lọc thô đổi nguồn, van vòi khóa, mối vệ sinh, lõi lọc giả đầy đủ hết là 25 triệu nhé, chọn gói nhé. Bảo hành 1 năm, 3 tháng đầu được đổi khác nếu mà sản phẩm có lỗi. Rồi chị quan tâm liên hệ với em nhé, xin cảm ơn, chị chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Anh chị đừng quên đăng ký kênh và nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Anh chị là có những câu hỏi là thắc mắc hoặc có những gì đó mà cần làm video thì có thể là comment bên dưới, bên em sẽ cố gắng làm video để cho anh chị tham khảo thực hiện theo nhé. Rồi cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt.